Tuấn Gia Ban xin chào tất cả anh em. Bây giờ sau khi mà anh Văn anh trải nghiệm cái máy điện trường áp rồi, thì bây giờ thì em cũng muốn anh qua cái ghế massage của anh mà đã lấy của em gần 4 năm rồi. Thì anh thấy là ví dụ anh ngồi vào đấy, anh thấy khi sau khi vệ sinh này, cái con ghế này của anh thì là thấy vẫn còn rất là mới rồi đúng không? Đây anh cho này vào xuôi lại được tạm thời nhé. Xong. Anh vận hành thấy nó êm ái ạ. Con máy thế này tôi từ nãy giờ là gần 4 năm rồi. Đấy. Nhưng mà thực ra thì nó cũng gần như là mới. Hôm nay anh Tuấn anh xuống anh đi qua anh bảo dưỡng lau chùi. Đây anh cái này thì anh phải để cái này cho nó. Rồi. Này, 33 được. Một con ghế massage Furiki AS 2000 mà anh ấy mua đã gần 4 năm rồi. Của shop Tuấn Japan thì bây giờ là anh chị em xem đây thì nếu mà đánh giá như này thì bây giờ em vẫn phải tự tin khẳng định là cái da và cái ghế massage của Nhật này như này mình vẫn hình thức vẫn trên 90% mà khi anh mua qua sử dụng này. Xong bây giờ quá trình anh dùng gần 4 năm rồi đúng không? Đó. Mà nó vẫn được đẹp như này, anh thấy nó có hài lòng về cái đồ nội địa Nhật Bản của shop Tuấn Japan không? Chất lượng và thì quá là hài lòng rồi. Vâng. Rồi. Đấy, thì cứ bảo dưỡng thì nghĩ là nếu 10 năm nữa nó vẫn cứ thế này đấy. Đấy thì qua lại quá lại nói về cái câu chuyện bảo dưỡng. Đấy. Thật ra thì Tuấn Japan đến nhà anh cũng chỉ là để bảo dưỡng vệ sinh cái da bên ngoài thôi nhé. Còn động cơ máy móc bên trong thì hoàn toàn là Tuấn Japan không động đến. Đấy. Thế thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều nhau về cái ghế massage nội địa Nhật Bản này. Theo anh thì cái anh cũng biết rồi, anh là dân cũng kỹ thuật về làm về mộc rồi là anh cũng tìm hiểu về ghế massage nhiều rồi và anh cũng được xem bên trong những khối động cơ của ghế massage rồi, thì theo anh thì hàng năm có phải mở cái động cơ của ghế massage ra để bảo dưỡng dầu mỡ gì không? Theo tôi nghĩ thì không riêng gì cái ghế này mà nhiều tất cả những cái sản phẩm và máy của Nhật thì nếu ở trong nó không hỏng thì chả bao giờ phải bảo dưỡng, kể cả đến lúc hàng bao nhiêu năm cũng không phải bảo dưỡng. Vâng. Bởi vì cái phụ kiện ở trong nó có bao giờ nó bị han gì đâu mà cái dầu nó rất tốt. Vâng. Lúc đấy thì tôi cũng là rất nhiều loại máy mà từ trước đến giờ từ máy con máy bé máy của hàng Nhật. Vâng. Rồi. Nên là cứ yên tâm ở trong là không có vấn đề gì cả, chỉ có sợ nhất là cái nguồn điện của mình nó cắm nó không đúng thì dạ. Thay đổi chỗ mình cắm nó không chuẩn đấy chứ còn. Vâng, đấy là cái cách người do người đấy sử dụng là, nhiều. Đấy là do người sử dụng. Vâng, thì Tuấn cũng chia sẻ để anh chị em biết được và đánh giá được là những cái shop mà làm ăn mình có uy tín, có lương tâm hay không thì cái ghế hoặc bất luận cái thiết bị điện tử nào rồi có lúc kể cả là mới đó, cứng nó cũng có thể đổ lỗi, nhưng mà cái trái tim của cái ghế massage này là cái động cơ thì nhiều người cứ nói là phải bảo dưỡng bảo trì hàng năm cái bên trong động cơ thì Tuấn Japan nói là không cần thiết, trừ trường hợp khi nào máy nó có hiện tượng ABC gì đó nó bị lỗi nó trục trặc thì mình mới phải xem thôi. Nhưng tại vì mở ra nó đã động cơ kín và nó có thanh trượt mỡ nó thì là mỡ nhiệt rồi. Đó. Thế thì anh cũng qua đây thì anh cũng biết và em chia sẻ đấy để lan tỏa cái ghế massage nội địa này và những cái người khách hàng mà hiểu biết sâu để chia sẻ những người chưa biết đỡ bị gọi là những cái shop mà người ta nói là ở ghế massage là phải tôi phải bung ra để tôi phải bảo dưỡng tôi phải đi đưa đến khách hàng. Đó là thật sự những năm cách đây 15, 20 năm, 30 năm rồi anh ở đất Hải Phòng không lạ gì đúng không? Đấy là những hàng bãi, hàng nghĩa địa thật sự. Đấy, người ta về người ta phải sửa chữa dồn đổi.
thì người ta bảo dưỡng, không bảo dưỡng thì không thể chạy được. Mà những cái đấy sửa chữa đổi rồi bán, người ta không có tội, ghế đó không có tội, nhưng giá thành nó sẽ khác với những cái hàng di xịn. Anh có nhận không? Đúng rồi. Đấy, rồi tuần thứ ba cũng cảm ơn anh chị em, và anh chị em nếu muốn tìm hiểu về ghế massage hay đồ chăm sóc sức khỏe nội địa Nhật Bản, hãy liên hệ với Tuấn Japan theo số điện thoại ghi trên màn hình, hoặc qua cơ sở Tuấn Japan, cơ sở 1 là B7 ngõ 212 đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội, cơ sở 2 số 6 Phú Nhạc, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Qua đó thì còn nhiều cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe như máy điện trường có áp nội địa Nhật Bản thì rất là nhiều đời, nhiều model. Anh chị hãy liên hệ với Tuấn Japan để biết thêm nhiều về máy và hiểu rõ về máy hơn. Xin chào tất cả anh em.